Kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay chiều của ngày 5 tháng 5 2021 của cô bác anh chị thì có một trận mưa rất là lớn nè. Thì mưa lớn như thế này thì bà con vườn cây tiểu điền sẽ sớm đi vào khai thác hơn, lá cây sẽ cứng hơn. Tuy nhiên, những bà con mà cạo lô cao su hành lý của cô bác anh chị thì thường bà con đã mua cây và cạo hơn một tháng nay. Nếu những cái cây mưa kéo dài như thế này thì ảnh hưởng đến việc khai thác của bà con rất nhiều. Và hôm nay liên tục những cây mưa, có những chỗ bà con có nhổ nấm mối được luôn của anh chị. Và mưa như thế này thì nấm mốc meo ở trên cây cao su á, nó dễ làm cho cái cây nó ẩm hơn. Mặc dù mưa tạnh sớm nhưng mà nó vẫn còn ướt, ảnh hưởng đến việc khai thác của bà con rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ những cơn mưa rất là lớn ở khu vực Chân Thành. Cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.